Đội tuyển Việt Nam thất bại bạc nhược 3-0 trước Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra một quyết định nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ người hâm mộ. Ngay bây giờ, những tin tức nóng hổi sẽ có trong bản tin bóng đá mới nhất ngày 27 tháng 3. Sau đây là những thông tin chính. Huấn luyện viên Trujillo bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải ngay trong đêm. Huấn luyện viên Trujillo tiết lộ lý do không sử dụng Quang Hải. Quang Hải nổi giận vì không được vào sân. Cổ động viên Việt Nam phẫn nộ với huấn luyện viên Trujillo. Huấn luyện viên Trujillo bị VFF sa thải ngay trong đêm. Tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã quyết tâm giành chiến thắng để trả lại món nợ tại lượt đi vòng loại 2 World Cup 2026. Tuy nhiên, những chiến binh sao vàng đã khiến người hâm mộ phải thất vọng khi để thua bạc nhược 3-0 trước đội bóng xứ vạn đảo. Ngay khi trận đấu kết thúc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có cuộc trao đổi với huấn luyện viên Trujillo và hai bên đã đi tới quyết định rằng chiến lược gia người Pháp sẽ dừng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ ngày 26 tháng 3. Huấn luyện viên Trujillo đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các câu lạc bộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được kỳ vọng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam ghi nhận những nỗ lực đóng góp của nhà cầm quân người Pháp trong thời gian vừa qua khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc. Liên đoàn chúc ông cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Cùng với đó, VFF cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Đồng thời, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng. Huấn luyện viên Trujillo tiết lộ lý do không sử dụng Quang Hải. Cũng tại buổi trả lời giới truyền thông sau trận thua 0-3 trước Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình, khi được hỏi về lý do không sử dụng Quang Hải ở trận đấu này, huấn luyện viên Trujillo đã cho rằng với vai trò của ông, việc sử dụng ai trong trận đấu cũng là quyền của nhà cầm quân người Pháp. Với vai trò của tôi, dùng ai theo đấu pháp gì là quyết định của tôi. Tôi có 25 cầu thủ và 10 người trong đó không được chọn tùy vào đối thủ mà tôi có đấu pháp riêng. Huấn luyện viên Trujillo trả lời về việc không sử dụng Quang Hải. Quang Hải nổi giận vì không được vào sân. Khi đội tuyển Việt Nam bị dẫn 2-0 và đang rất cần bàn thắng, cổ động viên kỳ vọng huấn luyện viên Trujillo sẽ tung Quang Hải vào sân. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn phải mặc áo pip và không hề có dấu hiệu được trao cơ hội. Trên đường trở về khu kỹ thuật, Quang Hải đã sút mạnh vào thùng nước. Vẻ mặt của tiền vệ đã khoác áo công an Hà Nội cũng tỏ rõ sự không hài lòng. Đến phút thứ 66, khi đang bị thua 0-2, huấn luyện viên Trujillo dùng quyền thay người cuối cùng và Quang Hải vẫn không được chọn. Thay vào đó, huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam lại đưa Minh Trọng, người đã mắc sai lầm ở trận lượt đi trên sân khách, vào thay Khuất Văn Khang. Máy quay hướng về phía Quang Hải nhiều lần và ghi lại cảnh cầu thủ sinh năm 1997 ôm đầu đầy thất vọng. Trên khán đài, nhiều cổ động viên cũng bày tỏ sự thắc mắc khi một ngôi sao hàng đầu như Quang Hải lại liên tục phải ngồi dự bị. Trong khi đó, những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Trujillo đều không hề mang lại kết quả. Cổ động viên Việt Nam phẫn nộ với huấn luyện viên Trujillo. Nhận hai bàn thua theo một cách không thể ngớ ngẩn hơn ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia tại lượt về vòng loại 2 World Cup 2026. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam tỏ ra bực tức và phẫn nộ với huấn luyện viên Trujillo. Trên sân Mỹ Đình, nhiều cổ động viên Việt Nam đã mang theo tấm biển với nội dung Trujillo out để phản đối nhà cầm quân người Pháp. Thậm chí, bàn thua thứ 3 của đội tuyển Việt Nam còn chứng kiến một màn cay đắng khi người hâm mộ vỗ tay chúc mừng đội tuyển Indonesia. Cuối trận, người hâm mộ còn đồng loạt hô vang Philip Trujillo out ngay trên sân Mỹ Đình. Bài đăng trên trang mạng xã hội chính thức của VFF cũng vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ. Họ tràn vào và để lại nhiều bình luận không hài lòng kèm với hashtag sa thải huấn luyện viên đi. Nếu còn tự trọng, xin ông hãy từ chức. Ông ấy đang phá nát bóng đá Việt Nam. Thế trận quá chán, huấn luyện viên chỉ biết ngồi như tượng. Tôi không hiểu ông Trujillo đang huấn luyện kiểu gì nữa đây. Đó là ý kiến của hầu hết những người hâm mộ. Trên sân Mỹ Đình, bộ đôi vừa nhập tịch JEZ và Ragnar Oranmawen lần lượt ghi bàn giúp Indonesia dẫn Việt Nam 2-0 chỉ trong nửa đầu hiệp 1. Với việc không thể giành chiến thắng trước Indonesia, cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam coi như là đã khép lại, dù cho vẫn còn hai trận đấu với Iraq và Philippines. Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm thấy đáy của bảng xếp hạng FIFA. Để thua Indonesia 0-3 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 14,66 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, tạm thời rơi xuống hạng 115 thế giới. Hiện tại, ở khu vực Đông Nam Á, những chiến binh sao vàng xếp sau Thái Lan, đội bóng cũng mới tụt xuống hạng 101 sau trận thua Hàn Quốc.
việc có thứ hạng thấp như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện của đội tuyển Việt Nam trong tương lai ở những giải đấu lớn trong khu vực và thế giới. Huấn luyện viên Shin Tae-yong, đội tuyển Việt Nam đã sa sút. Khi được hỏi, Indonesia đã không thắng Việt Nam suốt 20 năm trên sân Mỹ Đình. Vậy, đâu là nguyên nhân chính cho chiến thắng của ngày hôm nay? Tại cuộc họp báo sau chiến thắng hủy diệt 3-0 trước đội tuyển Việt Nam, ông Shin Tae-yong đã trả lời, Indonesia đã không thắng Việt Nam ở Mỹ Đình 20 năm rồi. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, tôi đã nhắc rằng thống kê sẽ được thay đổi và bị phá. Việt Nam đã sa sút, còn đội tuyển Indonesia hôm nay đã chơi rất tốt mặc dù thiếu nhiều trụ cột. Tôi hài lòng với màn trình diễn của Ragnar và Thông hôm nay. Cổ động viên Indonesia châm biếm câu nói của Văn Hậu. Chấm dứt chuỗi 20 năm không biết mùi chiến thắng ngay trên sân Mỹ Đình bằng màn hủy diệt đội tuyển Việt Nam 3-0. Các cổ động viên Indonesia liền chia sẻ lại phát ngôn của Văn Hậu để trêu chọc. Cụ thể, trong một bài phỏng vấn gần đây, hậu vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội cho rằng nếu các cầu thủ nhập tịch thực sự giỏi, họ đã chơi cho Hà Lan thay vì Indonesia. Đoạn chia sẻ của Văn Hậu bị cổ động viên Indonesia lấy ra để trêu đùa khi đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Trujillo liên tục để thua đối thủ này. Đồng thời, những cầu thủ nhập tịch của ông Shin Tae-yong đã có màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt các trận đấu. Thực tế, Văn Hậu bị xem như cái gai trong mắt của cổ động viên Indonesia. Cầu thủ này từng va chạm khiến Evan Dimas phải rời sân sớm trước trận chung kết SEA Games 2019. Anh cũng tự ghi bàn giúp Việt Nam giành huy chương vàng năm đó. Sau trận đấu, lượng lớn cổ động viên Indonesia đã tấn công tài khoản Instagram của Văn Hậu. Họ đã để lại lời lẽ thô tục, lên án cầu thủ thi đấu thô bạo. Thái Lan bị Hàn Quốc vùi dập ngay trên sân nhà. Sau khi cầm hòa Hàn Quốc 1-0 ở Seoul tại lượt đi vòng loại 2 World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan tràn đầy tự tin khi tiếp Seong Heung-min và đồng đội tại lượt về trên sân nhà. Tuy nhiên, đây là một trận đấu mà đội bóng xứ sở Kim Chi đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội và việc phải chia điểm ở lượt đi chỉ là một tai nạn. Ngay ở phút thứ 19, Lee Jae-sung đã đưa Hàn Quốc vươn lên dẫn trước. Đến phút thứ 54, khoảnh khắc người hâm mộ Hàn Quốc chờ đợi cũng đã đến khi Lee Kang-in kiến tạo để Seong Heung-min ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0. Những mâu thuẫn ở Asian Cup 2023 vừa qua của hai cầu thủ này cũng coi như đã được xóa nhòa. Đến phút thứ 82, bất chấp mọi nỗ lực của Thái Lan, Hàn Quốc vẫn có thêm bàn thắng của Park Jin-seo để ấn định chiến thắng vùi dập 3-0. Nhờ kết quả này, Hàn Quốc tiếp tục vươn lên dẫn đầu bảng C ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với 10 điểm. Trung Quốc nhờ trận thắng Singapore 4-1 vươn lên thứ 2 với 7 điểm. Thái Lan tụt xuống thứ 3 với 4 điểm và rất mong manh cơ hội tiến đến vòng loại cuối cùng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của Nextsport. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên lịch phát sóng cố định vào lúc 5:45 sáng hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Hãy đăng ký theo dõi Nextsport để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất.